Tô Đại dẫn 5 người muốn làm gỏi 14 người của Huệ Vương, chính Tọa Sơn, quan hổ đấu. Nếu Tô Lâm thành công thực hiện dã tâm tranh chức Tổng Bí Thư của Đảng, thì Vương Đình Huệ sẽ là người mất mát nhiều nhất. Ghế Chủ tịch Quốc hội là ghế ít thực quyền hơn ghế Thủ tướng, nên một khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư, phe Nghệ An sẽ không còn mạnh như hiện nay. Phe Hưng Yên cũng được xem là phe mạnh ở Trung ương, chủ yếu tập trung ở Bộ Công an. Hiện nay, Hưng Yên có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Tô Lâm và 4 ủy viên Trung ương Đảng được giải ở tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên bao gồm Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Lương Tam Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. Tô Lâm là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của nhóm Hưng Yên hiện nay. Tuy nhiên, dù phe Hưng Yên có lực lượng hùng hậu như thế, nhưng vẫn chưa là gì so với phe Nghệ An. Phe Nghệ An có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết. Đây được xem là phe địa phương có lực lượng hùng mạnh nhất tại Trung ương Đảng. Như vậy, Tô Lâm dẫn đầu một nhóm 5 người lại dám tranh hùng tranh bá với nhóm 14 người của ông Vương Đình Huệ thì quả là không đơn giản. Nếu chỉ so về số lượng thì rõ ràng đây là cuộc chiến không cân sức với phe ông Tô. Nhưng sự thật, Tô Lâm có thực lực và đủ thế lực để dám dẫn nhóm 5 người này quyết đấu với nhóm 14 người hùng hậu của phe Vương Đình Huệ hay không? Trước hết, Tô Lâm là võ tướng, thích dùng nắm đấm hơn hình ảnh. Trong khi đó, Vương Đình Huệ lâu nay vẫn là kẻ cơ hội, chuyên núp lùm đợi đến lúc tàn cuộc chiến rồi mới nhảy ra để mà tranh phần. Thời gian đến Đại hội 14 ngày càng gần, lúc này Tô Lâm chỉ còn một cách lựa chọn là dùng vũ lực để nói chuyện, không ngoại giao, vận động, tốn thời gian. Với lại vũ trang, vũ lực chính là món sở trường của Tô Lâm. Dùng sở trường của mình để đánh vào sở đoản của đối phương thì hoàn toàn có thể lấy ích địch nhiều. Nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, là một nhóm rất đông trong Trung ương Đảng. Kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng và Quốc hội vừa qua cho thấy cuộc đấu đá vẫn chưa ngã ngũ. Cả Trung ương Đảng và Quốc hội chỉ quyết về vấn đề xin thôi chức của ông Võ Văn Thưởng. Còn việc ai thay thế ông Thưởng, ai sẽ thay Tô Lâm ở Bộ Công an nếu Tô Lâm thay ông Thưởng, hoặc ai sẽ thay thế bà Trương Thị Mai, vân vân, thì vẫn chưa ngã giá xong, các phe vẫn đang kịch chiến. Đã lỡ trở mặt, Tô Lâm chỉ có thể thực hiện sự hung dữ, manh động và tàn ác thì mới hy vọng thắng cho được. Bởi phe Nghệ An không những hùng hậu mà còn được ông Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn rất mạnh. Khi họp Bộ Chính trị, phe Hưng Yên chỉ có một mình Tô Lâm tham gia, còn 4 ủy viên Trung ương Đảng của Hưng Yên đành phải đứng ngoài cuộc. Trong trận thư hùng này, Phạm Minh Chính đang án bình bất động. Ông Phạm Minh Chính bày tỏ thái độ rõ ràng, có lẽ ông Chính không dạy gì nhảy vào ủng hộ một phe nào, mà tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu rồi mới ra kế sách cho mình. Ông Phạm Minh Chính không dạy gì tranh giành quyền lực của lúc này, nếu nhảy vào nhóm của ông sẽ tổn hao binh lực vô ích. Thay vì chọn phe, ông đợi hai con hổ đánh nhau đến kiệt sức rồi nhảy vào tranh phần cũng chưa muộn. Việc Bộ Chính trị liên tục hạ nhau hiện nay là chỉ dấu cho thấy rất có thể Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào thời kỳ hỗn loạn. Các nhóm lợi ích chính trị đã không cần che giấu nữa, họ công khai giở các thủ đoạn, công khai diệt lẫn nhau miễn sao tranh đoạt được quyền lực. Sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ngày càng yếu, Đảng cũng như vậy, ngày càng loạn. Tham muốn quyền lực của những thế hệ cộng sản tiền bối thể hiện qua chính điều lệ Đảng và cả hiến pháp khi quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất. Nay đã sinh ra thế hệ quan chức tham lam không có điểm dừng. Họ tham tiền, tham quyền và họ lao vào để chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực của nhau. Những điều này báo hiệu một thời kỳ điêu linh mới cho đất nước, cho dân tộc và cho mỗi người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại dẫn 5 người muốn làm gỏi 14 người của Huệ Vương, chính tọa sơn quan hổ đấu.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thưởng dụng và 5 kịch bản cho Tô Lâm. Vào ngày 20 tháng 3, Trung ương Đảng nhóm họp để cho ông Võ Văn Thưởng thôi hàng loạt các chức vụ mà ông đang nắm giữ. Cũng kỳ họp này, Trung ương Đảng biểu quyết thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, người vừa bị Tô Lâm bắt sống trước đó không lâu. Tiếp đó vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội đã họp phiên bất thường lần thứ 6 của khóa 15 để gật những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trước đó một ngày, đã bỏ phiếu cho thôi chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng. Còn nhớ vào năm ngoái, cụ thể là vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cũng đã họp phiên bất thường để tiến hành miễn nhiệm chức chủ tịch nước và cho thôi vai trò đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng đến ngày 2 tháng 3 năm 2023, Quốc hội mới bầu chủ tịch nước mới. Như vậy, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, các bên đã đùn đẩy nhau đến 45 ngày sau mới ngã ngũ ai là người chủ tịch nước kế nhiệm. Ông Võ Văn Thưởng chính thức bị phế truất. Lần này thì lại khác, ông Thưởng rời ghế vào lúc đã gần đến thời điểm tổ chức đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ còn khoảng 1,5 năm nữa. Đây là khoảng thời gian các bên đánh nhau dữ dội nhất để mà tranh giành ghế. Tô Lâm dường như muốn vào tứ trụ để hưởng suất đặc biệt, nhưng ông cũng muốn an toàn khi ngồi vào ghế này, chứ không lắm rủi ro như bốn đời chủ tịch trước đó. Bản thân Tô Lâm thì rất tham vọng và thâm sâu. Trước khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông phải bố trí cho được để các đồ đệ hưng yên của ông ngồi vào những chiếc ghế có thể hỗ trợ quyền lực cho ông. Nếu ngã giá được những vị trí mà ông nhắm đến thì Tô Lâm có thể an tâm, nếu không thì một khi ông đã ngồi vào ghế chủ tịch nước sẽ rất nguy hiểm. Ông có thể gặp đại họa như Trần Đại Quang. Và có 5 kịch bản cho Tô Lâm, trong đó có 3 kịch bản thành công và 2 kịch bản thất bại. Có 5 kịch bản cho Tô Lâm, liệu ông có giật được kịch bản nào hay không? Kịch bản thứ nhất là Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước, Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức Trung ương. Nếu kịch bản này xảy ra thì đây là thắng lợi to lớn cho nhóm Hưng Yên. Khi đó Tô Lâm hoàn toàn có thể thâu tóm được cả 2 chức chủ tịch nước và tổng bí thư, đồng thời kiểm soát hết phần còn lại. Kịch bản thứ nhì, Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy không hoàn hảo như kịch bản thứ nhất, nhưng kịch bản này cũng mang lại lợi thế lớn cho Tô Lâm. Bởi khi đó, Tô Lâm vừa có chân trong tứ trụ, vừa kiểm soát Bộ Công an. Kịch bản thứ ba, Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế trưởng ban tổ chức Trung ương, nhưng Bộ Công an lại rơi vào tay nhóm Nghệ An. Kịch bản này cũng không tệ, bởi khi đó Nguyễn Duy Ngọc hoàn toàn có thể dùng hồ sơ đen để mà sai khiến các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng bỏ phiếu cho Tô Lâm. Kịch bản thứ tư là Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước nhưng để mất Bộ Công an vào tay kẻ khác và cũng không chiếm được chức trưởng ban tổ chức Trung ương cho đàn em Hưng Yên. Đây là kịch bản tệ. Lúc này Tô Lâm không có thế lực đằng sau hỗ trợ thì khó mà làm nên cơm cháo gì, thậm chí có thể khó bảo vệ được tính mạng của bản thân. Kịch bản cuối cùng, đấy là Tô Lâm ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an, bởi nếu không ngã giá được chức trưởng ban tổ chức Trung ương và chức Bộ trưởng Bộ Công an hoặc một trong hai chức này cho phe Hưng Yên, thì tốt nhất Tô Lâm nên chấp nhận ngồi lại ghế Bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ rồi về vườn. Nếu thế lực hậu thuẫn không đủ mạnh và vẫn ham hố, nhèo vào ghế chủ tịch nước thì có khi lại thiệt thân. Bài học của Võ Văn Thưởng rất rõ ràng, ông Thưởng ngồi chơ vơ trên ghế chủ tịch nước, không có phe cánh nên bị phế truất rất nhanh. Nhưng nếu Tô Lâm ngồi chơ vơ trên ghế này thì khả năng là ông ta sẽ bay màu như Trần Đại Quang, bởi kẻ thù của ông sẽ không dễ dàng để cho ông chỉ bị phế truất mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thưởng dụng và 5 kịch bản cho Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de